Ta-da, sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô ghé quán Coffee Bean ha, ăn mì ý xong mì ý sốt kem dăm bông, uống ly cà phê sữa. Thì đây là khung cảnh quán đây. Ở đây mở nhạc quá, không biết về có dính bản quyền không. Quán ba mẹ cô uống là ngay chỗ trước cái cửa Dinh Độc Lập nữa, ngay cái công viên Thống Nhất. Bây giờ nó là công viên 34, đường Pasteur với đường Hàng Nguyên. Đây miếng bánh mì à, trong cái dĩa mì ý này nó có miếng bánh mì nữa rồi. Ngon bánh mì ba tỏi ngon lắm nha. Hiện tại ba mẹ cô đang đứng đây là ngay cái góc đường Hàng Thuyên với công trường công xã Paris nữa. Cái tòa nhà này hồi xưa trước năm 75, sau năm 75 luôn, thì nơi đây từng là một cái nhà sách này rồi. Mà ba mẹ cô không nhớ được tên là cái nhà sách này, nhà sách gì. Bán sách tiếng Pháp. Qua bên đây thì các bác xem nè, đó là nhà thờ Đức Bà. Đây là nhà thờ Đức Bà. Thì nhà thờ Đức Bà này thì sau khi mà trùng tu lại thì nó phát sinh ra nhiều vấn đề lắm bà con. Thành thử ra cái thời gian nó bị kéo rất là lâu. Ở đây thì gồm có chuông, cái chuông nhà thờ gồm ba cái chuông, bốn cái chuông. Ta mới còn thấy là chuông đô nè, chuông rê nè, chuông mi nè, si nè, la nè, rồi rê mi fa son, thiếu cái fa với son, la si đô. Thì bây giờ ba mẹ cô sẽ lấy một cái dòng comment để ba mẹ cô đọc cho bà con các bác nghe. Thì một cái comment của một bác Suman cách đây 10 ngày rồi, cách đây một hai hôm gì đó thì bác cũng nhắn ba mẹ cô lại. Thì bà con các bác yên tâm đi, những cái dòng comment nào bà con các bác mà nhờ ba mẹ cô á mà chưa thấy ba mẹ cô có thả tim hay là comment gì vô á, thì bà con các bác biết là từ từ ba mẹ cô cũng sẽ đi làm hết, đi quay hết. Nên các cô chú bác cứ yên tâm. Tại vì ba mẹ cô, thật ra ba mẹ cô để dành á, mỗi ngày ba mẹ cô lấy ra một cái câu hỏi để ba mẹ cô có cái chủ đề ba mẹ cô làm video. Khi nào ba mẹ cô có đi về hướng quận 5, ba mẹ cô tìm dùm bác trường tiểu học Chợ Quán trước 75, bây giờ ra sao? Hơn 60 năm rồi, bác chưa nhìn lại thời tiểu học của mình. Gắn bó nơi này nhiều lắm. Cảm ơn con, cho bạn like so much. Rồi như vậy là hôm nay mình sẽ đi về đó. Cũng cách đây 10 ngày nè, có một bác Minh Đặng Nguyễn nè. Anh ba có thể tìm hiểu giúp em tiểu sử nhà thờ huyện sĩ. Em nghe nói nhà thờ được ông huyện xây dựng, không biết có đúng không? Cảm ơn anh ba nhiều. Vậy ngày mai mình sẽ giải quyết. Rồi cái này, ui da, của bác Đại Minh Vũ cách đây 9 ngày nè. Nghe cậu kể chuyện hấp dẫn quá, ở khu ông Tạ thì nhiều chuyện để kể. Các sĩ quan, cấp tướng và tá ở khu này rất đông. Bữa nào cậu đến khu cư xá sĩ quan Chí Hòa, đường Bắc Hải, quay tượng Đức Mẹ và nhà thờ giáo xứ Tống Viết Bường. Kể thử xem ai xây ngôi giáo đường này và hai vị đại tá nào có công trong việc xây nhà thờ. Và một trong hai vị đại tá này có bà con có dây mơ rễ má gì với đại tá Bùi Vinh không? Nói chung là rất nhiều câu hỏi rất là hay. Thì giờ để ba mẹ cô sẽ từ từ ba mẹ cô giải quyết cho bà con. Rồi hôm nay là ngày mấy tao quên nữa, 13 tháng 4. Rồi giờ mời bà con của bác cùng lên xe ha, để ba mẹ cô cùng với bà con của bác đi dạo Sài Gòn ngày hôm nay. Hôm nay nè, bên kia có cái trật tự đứng á bà con, thành thử ra khu này không ai uống cà phê á. Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 2024, đáng lý phải gọi là 24 luôn ha cho nó đồng bộ, nhưng mà thôi, 4 với 4 cho nó vui. Bây giờ là 10 giờ 5 phút,
Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Ba Michael đang có mặt ở đây đó là nhà thờ Đức Bà nè mọi người. Mình đi ngang qua đây cái mình đứng lại chút xíu. Đây là tượng nữ vương hòa bình Regina Bassett. Bữa nào có bác nào mà hỏi thì ba Michael sẽ kể cho bà con các bác nghe về cái tượng bức tượng này. Giờ ba mấy cậu chỉ đi quay phim theo yêu cầu của các cô chú anh chị và các bạn thôi. Các cô chú anh chị và các bạn thích cái gì thì ba mấy cậu sẽ đi quay cái đó. Đây là bưu điện Chợ Lớn, bưu điện Sài Gòn nè bà con. Khách nước ngoài du lịch rất là đông. Sau một thời gian chở các cô chú anh chị và các bạn đi chơi thì ba mấy cậu cũng tích lũy được một số câu hỏi rồi. Thì cứ mỗi ngày ba mấy rồi sẽ lấy một câu hỏi ra trong cái coi như giống như ngân hàng câu hỏi gì đó, thì các cô chú anh chị và các bạn nào muốn đặt câu hỏi cho ba mấy cầu hay đố ba mấy cầu cái gì đó, hoặc là nhờ ba mấy cầu đi tìm đi quay nhà gì của các bác cứ gì comment vô giúp ba mấy cầu thì ba mấy cầu sẽ đi hết, không có bỏ sót đâu các bác cứ yên tâm ha. Mỗi cái câu hỏi của các cô chú anh chị và các bạn thì đó là ba Michael cảm ơn rất là nhiều luôn á, cho nên ba Michael không có bỏ sót đâu. Cứ từ từ mỗi ngày ba Michael lấy một câu hỏi nha bà con. Rồi con đường này đường Lê Duẩn nè, hồi xưa đó là đường Thống Nhất. Sau năm 75 thì đổi tên lại đường 30/4. Giờ mình sẽ đi về trường tiểu học Chợ Quán nha bà con. Đây là đường Hai Bà Trưng nè, giờ mình vẹo xuống. Đường này đường Nguyễn Văn Bình, hồi xưa là đường Nguyễn Hậu, bây giờ là nhà sách Nguyễn Văn Bình hay là đường sách thành phố chứ. Ở đây có quán buffet 39 này cũng ngon lắm mà con, chợ 39 nè, chuẩn năm sao nha con, nói mang tiếng là chợ 39 gì thôi chứ vô ăn chuẩn năm sao á. Đây là phía sau. Thường bưu điện Sài Gòn á, là người ta hoạt động ở phía sau này bà con, gửi đồ ra nước ngoài ta gửi phía sau này nè. Con đường này đường Nguyễn Du. Bên tay trái mà mày gò đây đó là trường La Santa Be, La Santa Be cũ á. Bây giờ đó là trường phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, giỏi lắm nha bà con. Trường trung học phổ thông hả, là dạy lớp 10 á. Ủa nó giờ nó dạy lớp 10 hả ta? Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trung học phổ thông giờ là lớp 10. Ủa vậy lớp 6 thi vô đây là thi ở đâu ta? Còn đây là nhà của ông Nguyễn Văn Của nè. Con đường này đường Nguyễn Du. Ba Michael đi một chuyến Châu Đốc về tới giờ là cái giọng ba Michael nó đau luôn các bạn ạ. Đau cổ họng luôn á. Cảm mấy ngày nay. Bên tay trái này hồi xưa là nhà tù nè bà con. Nhà tù Katina. Con đường này đường Đồng Khởi. Hồi xưa trước năm 75 thì nó là đường tự do. Thời của Pháp nó tên là đường Katina. Thứ năm rồi, gần ngày cuối tuần rồi, chở bà con bác đi dạo một vòng trung tâm mình nhất. Xe buýt có hai người bao nguyên cái xe luôn rồi bà con. Buổi sáng này đã quay đi. Bên tay trái ba mươi gò đây đó là công viên Chi Lăng. Sáng sớm quá trời nắng quá, chiếc này chỉ có người nước ngoài đi thôi chứ người Việt mình mà leo lên mui này đứng chắc ta nói mình khùng. Người Việt Nam ít ai mà ra đường đi dạo mà buổi trưa trời nắng này lắm nha bà con. Chỉ có người nước ngoài thôi. Người nước ngoài thì họ mê nắng. Chứ thì nói chung người nước ngoài thì đó là chuyện bình thường nha bà con. Bên kia đó là cà phê chùa đó.
đây là đường Lê Thánh Tôn với Đồng Khởi. Bên khúc này ở đây hồi xưa có Bộ Giáo dục nữa. Còn cái khu bên tay phải này là có khu Eden. Khu Eden này hồi xưa có cái rạp Eden trong đây nha bà con. Đây là khách sạn Continental này. Đây là khách sạn Continental. Hôm nay có lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam với Pháp. Còn đây là xưa là phòng thông tin. Đây là đây là cái gì? Caravel. Caravel hồi xưa ở đây là có một cái nơi mà coi như là phe mà bên ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu đó bà con. Hình như là đảng ở đây hồi xưa đó là cái đảng gì của bên ông Thiệu, bà con có bác nào có nhớ, bà con có bác nhắc giúp ba mấy cô chứ. Đường Nguyễn Thiệp, trời ơi đó bà con, quá 129. Đây là hồi xưa là Bata nè. Đó giờ cũng cho thuê cho. Đây là vũ trường tự do, phòng trà tự do đó. Đó bà con quá thấy không? Tình cảnh nè đó. Cho thuê bán. Mặt bằng trung tâm muộn nhất rồi vẫn ảm đạm nha con. Con đường những ế ẩm thì cứ ế, nhưng mà giá thì cứ vẫn tăng nha bà con. Hôm bữa trước ba mẹ còn có nói với bà con cô bác á, là cái giá thuê mặt bằng á ở trung tâm muộn nhất hồi xưa là 250 triệu phải không bà con. Xin thưa bà con á, bây giờ nó ế gì đó chứ bây giờ nó tăng lên 300 triệu rồi bà con. Bên kia cũng vậy, không ai thuê hết. Trong khi á, thời buổi kinh tế khó khăn đó, thời buổi kinh tế khó khăn mà ế ẩm quá mà không giảm giá rồi lại tăng giá nữa, cho nên bây giờ ế là càng thêm ế. Nhiều cái ba mẹ còn khó hiểu lắm, không hiểu nổi. Đáng lý cái nhu cầu cung với cầu nó phải lệch nha, nó phải tương ứng với nhau. Giả sử cầu nhiều mà cung ít thì nó giá nó tăng đó, mà cung nhiều mà cầu ít thì giá nó phải hạ. Nhưng mà đặc biệt là thị trường bất động sản ở ở Sài Gòn này nó có nhiều cái lạ lắm. Ế thì vẫn cứ ế, đóng cửa treo mặt bằng cho thuê gì đó vẫn treo, nhưng mà hạ giá thì không hạ bà con, mà lại còn tăng lên nữa mới ghê chứ. Bây giờ lên 300 triệu một tháng rồi đó bà con, tức có nghĩa là khi mà thuê mặt bằng đây là một ngày là phải kiếm ra 10 triệu để tiền để trả mặt bằng đó, gọi là tiền hủy chết đó nha bà con. Bên kia đó là tổng nhà Nguyên Khố. Nơi đó hồi xưa có một cái bức tượng, chỗ nào có ai hỏi đi ba mày còn sẽ kể cho bà con các bác nghe. Bên đây nè, đó bà con các bác nghe, cho thuê nữa nè, cho thuê nhà nè, đó. Những mặt bằng này cái như là thà treo bảng cho thuê chứ không hạ giá nha bà con, ngộ ghê luôn á. Mà đồng loạt luôn các chủ. Có nhiều người nói với ba mày cô là do các chủ người ta mua lại những cái căn nhà này nè, tới mấy trăm tỷ hay mấy chục tỷ gì đó ba mày cô không biết. Cho nên là họ phải đi vay rồi đi thuê vay ngân hàng, cho nên là bây giờ là họ phải hạ giá thì họ không gầm đủ lỗ gì đó. Đó cho nên là họ không có hạ được, tại vì họ phải chịu lãi ngân hàng rồi tùm lum á. Nhưng mà ba mấy cô thấy lý do này không có thuyết phục bà con. Xưa ở đây có đồng hồ bốn mặt nè. Tại sao không thuyết phục? Xin thưa bà con bác, anh đi thuê, anh bị áp lực ngân hàng, anh bị trả tiền lãi này nọ thì đáng lý là anh phải càng hạ giá nữa để anh thu lộ hồi lỗ chứ. Chứ anh cho đóng băng cái đó rồi anh không thuê được thì cuối cùng anh cũng ôm đóng lỗ đó, hàng tháng tiền nó tự nhiên nó bay mất tiêu đó. Cho nên ba mày còn thấy có nhiều cái khó hiểu lắm, thật sự là khó hiểu lắm bà con. Thà đóng cửa đó cho thuê mặt bằng rồi đó chứ không hạ giá cho thuê lá đời. Các cô chú anh chị và các bạn nào có biết nguyên nhân không á? Đó, đây cho thuê nhà bán đó nè. Đó, vừa cho thuê mà vừa bán luôn. Đó. Các cô chú anh chị và các bạn nào có biết được cái tình hình tại sao lý do như thế này, các bác chia sẻ với ba mươi cô chứ. Chứ ba mươi cô thấy khó hiểu quá, đau đầu quá. Đó, thiệt luôn á, không hiểu nổi. Cái nhu cầu cung với cầu mà nó không có tương thích với nhau. Đó. Đây là tòa nhà Eden nè. Ở đó đây là cái công trường này, người ta gọi là công trường Lam Sơn. Tòa nhà Eden. Đó đây có cái lối đi vô cái rạp Cine nè bà.
cái thời ba mươi cầu vô cái trung tâm thương mại này rồi nè. Đó, đây ba mươi cầu nhớ con đường đi vô nè. Ở đây hồi xưa là cái phòng bán vé nha bà con. Hồi trước năm 1975 thì đây là phòng bán vé của Việt Nam Air. Sau năm 75 là của Việt Nam Airlines. Còn đây là tòa đô chánh nè. À, bây giờ là ủy ban dân quận nhất, ủy ban dân thành phố. À, nơi đây hồi xưa có một cái tượng đài nữa, có một cái tượng gọi là điêu khắc Kỷ Hà, biểu tượng của không lực Việt Nam Cộng Hòa đó bà con. Nơi đây như là tượng đó là Tổ quốc không gian. Còn bên đây là rạp Cine Red nè, rạp này nổi tiếng lắm rồi, của vợ chồng bà Ưng Thi á. Đây là hội chữ thập đỏ. Đây là hội chữ thập đỏ bà con. Bà con thấy trên ngực mọi người thì có dấu chữ thập đỏ. Hình như là đi đâu nè. Không phải không? À đúng rồi, hội chữ thập đỏ. Mà đây là chắc đang đi đâu nè. À đi vô viếng Lăng Bác, viếng Bác. Hầu như là ở Sài Gòn này là có biểu tượng là Bác Hồ nha bà con. Là hầu như ai đi tới đây cũng đều chụp hình với cái tượng đài đó. Rồi bên đây là hồi xưa là Mini Red nè. À, đây là Mai Hương Kem nè, rồi nhà hàng Kim Hoa nè. Nãy hình như mình uống cà phê này phải không ta? Không phải. À, còn đây là rạp casino nè bà con. Xin thưa bà con bác, đây là rạp casino. Bên đây là hẻm casino nè. Trong con hẻm này có rất nhiều món ăn nha bà con. À, có phở nè, có nhiều món ăn lắm. Mà chỉ có dân chơi sành điệu mới biết thôi nha bà con. À, dân Sài Gòn sành điệu mới biết được trong hẻm nó có những món ăn nào. Mà đặc biệt mỗi lần 30 cầu vô chổng, 30 cầu thường hay ăn phở lắm. Đố bà con bác biết được cái tiệm phở đó tên gì nè. À, tiệm phở đó hồi xưa cũng thân với gia đình của 30 cầu lắm. Tại vì sau năm 75, các cô của ba mấy cô cũng có đi gọi là làm gì đó, đi thủy lợi. Thì gia đình cái đó cũng có đi chung với gia đình của ba mấy cô đi làm thủy lợi. À, ba mấy cô quẹo đây, con đường này đường Lê Thánh Tôn. Đây đó cho thuê mặt bằng nè, cho thuê nhà nè bà con. Nơi đây hồi xưa trước năm 75 đó là phố làm giày nè bà con. Phố giày. Ở đây hai bên bây giờ cũng vậy nè, bán làm giày, sửa giày. Bên phải là sửa giày, bên trái là bán giày. Ở đây nhiều tiệm làm giày lắm. Trước năm 75 đây cũng làm giày luôn nha bà con. Mặt bằng trống. Làm giày đây có vẻ ngon lành, nhiều người đem ra làm lắm nha. Có đầy đủ dụng cụ đồ nghề chơi nè. Đồ chơi đầy đủ nè bà con quá ha. Có máy mày mới cắt mấy đồ luôn. Rồi có máy thổi nữa. Làm đủ thứ hết, gia công đủ nghề. Con đường này đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hồi xưa là đường Công Lý. Bên đây là trời ơi, cái tòa nhà này ba mấy cậu quên cái tên nữa rồi bà con. Các cô chú anh chị và các bạn có nhớ được cái tòa nhà màu xanh xanh này là cái đó xảy ra cái vụ cháy nè. Cái tòa nhà này tên gì không có bác, các bác nào có nhớ các bác nhắc giúp ba mấy cô chứ. Nằm ở nguyên cái lóc đường luôn, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, rồi Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Lê Lợi, nguyên một lóc luôn. Đây có bún riêu gánh nè, hủ tiếu gánh nè. Bún riêu gánh, hủ tiếu gánh này ba mấy cô ăn hết rồi. Cũng quay phim cho bà con các bác xem luôn rồi. Còn đây là phòng trà không tên nè bà con. Phòng trà không tên này hồi xưa đó là rạp Lê Lợi á. Rạp Cine Lê Lợi, Cinema Lê Lợi. Hồi sáng mà mày còn tính ra uống quán cà phê Cantina này nè. Đó ngồi uống với vợ chồng anh Hoàng ở đây. Sáng mà mày còn tính uống cà phê ở đây. Mà nghĩ sao cái ba mày còn chạy tốt lên trên kia uống luôn. Còn đây là chợ Bến Thành, đường Phan Bội Châu. Xe bây giờ chợ Bến Thành ngon lành lắm nha bà con.
À, xe cái đậu đông đúc không, xe hơi nữa nè bà con bác không, đậu xe hơi là đậu đây được nè. À, có người vô thu tiền. Rồi con đường Lưu Văn Lang, chợ Bến Thành bắt đầu rồi, bây giờ nó hồi sinh rồi bà con. Khách nước ngoài bây giờ hầu như là tới Sài Gòn đều đi chợ Bến Thành, hầu như ai cũng đi hết. Rồi cuối cùng rồi cái vực dậy cái nền buôn bán giao thương sản phẩm đây. À, ba lô túi sách nè, đó quá trời luôn. Ở đây bán ba lô nhiều lắm bà con, giày dép, ba lô, túi sách. Hồi xưa cái con đường này là con đường Lưu Văn Lang này, hồi xưa nó tên là đường Tạ Thu Thâu. À, hồi xưa ở đây bán giải. À, khu này người Ấn Độ cũng nhiều lắm. Xin thưa bà con, quán mặt bằng ở đây cũng vì thế bắt đầu nó tăng lên dữ dằn lắm nha bà con. À, để coi những cái mặt bằng như thế này, nguyên căn nhà thế này là tiền không nha bà con, tháng mấy trăm triệu nha bà con, không có rẻ đâu. À, bên tay phải mà mình còn đây nhà hàng Tinh Thế nè. À, bây giờ căn nhà này nó bán luôn nè bà con. À, bán luôn. À, bà con bác nào có biết được cái tòa nhà này hồi xưa nó là tên gì, bà con bác nói bà mới cười với. Rồi bên đây là nhà hàng Kim Sơn nè, bây giờ là chỗ Vàng Bạc Bến Thành nè. À, đó đây có nhà hàng Kim Sơn. À, nhà hàng Kim Sơn này, cái vũ trường Bồng Lai này bà con, là nơi từng xảy ra vào thời của ông Diệm á, ở từng xảy ra một cái vụ mà coi như là cái người mà con gái Việt Nam đầu tiên bị tạt axit á là ở đây nè bà con. À, rồi sau này bắt đầu cái cô cứ ôm cái bảng này đi đứng ngay chỗ cái tòa nhà này nè, cô cứ treo cái tấm bảng đó, bữa nào có dịp ba mươi cột kể bà con các bác nghe nha. À, còn đây là đường con đường Lê Lợi nè, bên tay trái này xưa là có bót Lê Văn Khen nè, có bệnh viện Đô Thành nè. À, rồi con đường này đường Phan Bội Châu. Xin thưa bà con các bác, giờ bây giờ khách nước ngoài đổ về nè, xe gắn máy đậu kìa bà con, bác thấy chưa? À, người ta đậu, người ta đi vô trong đó người ta mua sắm á, cho nên là giá cả mặt bằng của chợ Bến Thành này giờ cũng mắc lắm nha bà con. Hồi xưa nhớ cái thời mà thời bị dịch đó, trời ơi cái mặt bằng ở đây ế, người ta trả mặt bằng quá trời. Xin thưa bà con bác, bây giờ là trong mặt bằng đây là chín mít luôn, không còn nữa nha bà con. Mà bà con của bác mà nghe được cái giá mà thuê là bà con của bác không hết hồn nữa là thôi luôn. À, cái giá thuê sạp bây giờ là giá cao lắm nha bà con. Đó, giờ nhìn vô bên trong ba mươi con thấy đen nghẹt luôn, người mà đi chợ đông nghẹt luôn á. Thì những cái mặt bằng mà ngoài rìa rìa này nè, đó xin thưa bà con của bác á, là nó giá thuê ba mươi con, bữa ba mươi con coi hình như là khoảng 30-40 triệu một tháng bà con. Mà bề ngang là chỉ có mét, mét rưỡi gì đó. À, có chút tẹo rồi đó, đó giống như một cái lô nhỏ xíu này nè, ngang mét, sâu mét rưỡi. À, mà giá thuê là 40 triệu, còn mặt tiền ngoài đây là xin thưa bà con bắt cái 100 triệu nha bà con. Cái lối này đi lại nè, bằng ngoài đây là cái 100 triệu một tháng đó. À, còn đây là cửa Bắc chợ Bến Thành nè. Mà cái mặt bằng này mắc nhất là bà con có biết mặt bằng ở đâu không, là ngoài cửa bên đây nè, cửa Tây nè. À, còn đường Phan Chu Trinh này nè. À, nơi đây là cái nơi mà cái tất cả các đoàn công ty tour du lịch người ta đổ khách xuống đây. Đây xin thưa bà con bác, họ đổ khách xuống đây là mấy cái xe du lịch nè, xin thưa bà con bác. Đó, bà con bác thấy không, đó xe là Viettravel nè, đó đây ba mươi cột dừng lại cho bà con bác xem. Đó đây cái cửa Tây bên đây là cái cửa mà để đậu đổ khách xuống đó, hàng loạt luôn. Ừ, bà con bác thấy chưa, thì xin thưa bà con bác, những cái mặt bằng mà ở ngoài mặt cái cửa Tây bên đây với lại trên mấy cái trên hành đường đi á là 100 triệu một mét nha bà con, 100 triệu một tháng đó. À, cái đó là chỉ là giá thuê thôi nha bà con, nhưng mà đó là dạng giống như là bà con cô bác đã có mặt bằng ở đây, bà con cô bác xin danh hàng tháng thuê nha. À, cái đó là cái giá mà coi như hàng tháng đó nha, là bà con cô bác phải trả đó. Còn cái chuyện mà bà con cô bác bây giờ chân ướt chân ráo mà vô á, mà để mà kiếm được một cái mặt bằng á mà để sang lại á, à, sang lại một cái sạp á, xin thưa bà con bác không phải giá 100 triệu một tháng ngon dễ ồm vậy đâu nha bà con. Trời ơi, tưởng mà vô thuê 100 triệu một tháng vậy, đặt cọc 2 tháng rồi vô thuê rồi xin thưa ông bác. Không có đâu nha. Không có cái chuyện như nằm trong mơ đâu. Đừng có mơ. Bà con bác muốn vô là bà con bác phải chuẩn bị tiền tỷ. Những mặt bằng á mà nó đã bèo bèo nằm sâu bên trong á. Đó, dừng cái khu ăn uống gì đó nằm khúc góc khúc á. Thì bà con của bác nó vô sang hơn 30 rồi đó, thiệt là phải bà 4-5 tỷ rồi. À, vô sang cái mặt bằng đó cũng phải 4-5 tỷ rồi. Còn mày mặt bằng mà nằm giống như cửa Tây nè, con đường đi vô nè, những mặt bằng ngay đầu này tiên tiên vào đây nè, xin thưa bà con bác là 10 mấy tỷ.
chục tỷ mười mấy tỷ đó, là đặt chết hụi chết cái số tiền đó đấy nha bà con. Cái bằng nhỏ, nhỏ xíu thôi nha. Còn cái sập ngay chỗ mà trên đường mà lộ lớn mà đi ngang qua mà bà con bắt thấy bán mấy cái trái cây đó là mười mấy tỷ nha bà con đó. Nghe mà hết hồn không đó, chưa tính tiền thuê hàng tháng đó. Rồi con đường này đường lê lai nè bà con. Nơi đây hồi xưa bà con có bác còn nhớ không, đây là có một cái ngân hàng nè, ngân hàng Việt Nam Thương Tín, con gà đẻ trứng vàng đó, nằm ngay đây nè đó, ngay góc đường này luôn. Hai con đường này đường lê lai. Thôi nãy giờ ba mấy cô sàng sàng rồi, giờ mình đi vô chợ quán nha bà con. Trên đường đi ba mấy cô nhớ được cái gì ba mấy cô sẽ nói cái đó, và cái nào mà ba mấy cô không biết là bà con có bác comment chỉ giùm ba mấy cô nha. Ba mấy cô không có phải cái gì cũng biết đâu bà con cô bác, ba mấy cô cũng phải đi học hỏi nhiều thứ lắm, mà đặc biệt là học hỏi từ các cô chú anh chị và các bạn đó. Cho nên những cái gì mà ba mấy cô đi ngang qua ba mấy cô không biết thì các bác nhớ comment chỉ giúp ba mấy cô. Với bà con cô bác đừng có nghĩ rằng hàng này cái gì nó cũng biết hết trơn rồi, thôi trễ đi rồi chết mà ba mấy cô luôn á. Hồi xưa ở đây là cái bãi đậu xe luôn nè bà con. Rồi bên tay phải ba mươi cầu ngay khúc này hồi xưa là ba cái dãy kho hàng. Ba mươi cầu thấy có ba cái dãy nhà kho mà không biết kho gì không biết. Rồi cái còn cái khu đất ngay đây nè, hồi xưa đây trước năm 75 là xây một cái khách sạn Lê Lai. Khách sạn Lê Lai đây. Rồi sau này cho quân đội Mỹ thuê. Cho quân đội Mỹ thuê cái đơn vị sụn tải số 4 là đơn thuê ở đây. Rồi đến năm 73 Mỹ rút quân rồi thì trở lại thành cái khách sạn. Rồi đến sau năm 1975 thì nơi đó là từng là một cái nơi là sở giao thông vận tải thành phố bà con, đặt ở đó. Đặt ở đó một năm, sau đó chuyển ra ngoài Bình Thạnh. Thì sau khi mà chuyển sở giao thông vận tải ra Bình Thạnh thì nơi đó là trở thành một cái khách sạn Lê Lai tiếp nha bà con. Vừa là khách sạn Lê Lai và nhà hàng ăn uống luôn. Thì khách sạn Lê Lai đó thì trực thuộc của Sài Gòn Tourist nha bà con. Sau năm 1975 là hệ thống Sài Gòn Tourist là quản lý rất nhiều nhà hàng nha bà con. Như là Continental nè, nhiều lắm, Pacific nè đó. Nói chung là hệ thống nhà hàng khách sạn của Sài Gòn Tourist nhiều lắm sau năm 75. Thì khách sạn Lê Lai này cũng được Sài Gòn Tourist tiếp quản luôn. Và phát triển cho đến năm 1990 thì bà con cô bác có biết có một cái ông gì đó, ba mươi cầu quên cái tên rồi. Ông mới đầu tư vô làm cái lĩnh vực là xây dựng cái tòa nhà AB nè. Thì đó tới đó thôi, bữa nào có ai hỏi ba mươi cầu nói tiếp nha. Lúc đó là ông đầu tư vào cái lĩnh vực như là cho thuê văn phòng á. Đây là nhà hàng Nghìn Ký. Con đường này ba mươi cầu đang đi là con đường Lê Lai. Đi ngang qua đây có cái nhà thờ Quyện Sĩ nè. Hồi nãy cũng có một người hỏi ba mươi cầu cái câu nhà thờ Quyện Sĩ, nhưng mà xin phép bà con cô bác là để ba mươi cầu để một cái video khác nha, mỗi ngày một câu hỏi thôi. Đó ba mươi cầu cũng đã từng nói á, ba mươi cầu có thể đi trên đường, có thể ngang qua những cái nơi mà địa danh địa sử và các cô bác hỏi tất cùng nhau trên một cái con đường, ba mươi cầu vẫn có thể khả năng là có thể trả lời luôn, kết hợp gom lại làm luôn một lần, giống như hồi xưa á. Lúc trước hồi đó ba mươi cầu đi quay nhà giùm các cô bác á, trời ơi bà con cô bác còn nhớ không, ba mươi cầu liệt ra một cái sớ mà sớ tư tấu quân á, trời ơi hồi đó các cô bác nhờ ba mươi cầu đi quay nhà nhiều lắm. Quay nhiều đến nỗi mà xin thưa bà con cô bác mà 30 cầu liệt kê có thời điểm lên tới 160 mấy cái địa chỉ mà 30 cầu phải đi quay luôn á bà con. Khắp ở trong Sài Gòn này 160 mấy cái địa chỉ. Cầm một cái sớ dài nè như sớ táo quân rồi đó. Đó. Rồi một ngày là bao nhiêu 30 cầu không còn đi theo nó nhiều đến nỗi mà bà con cô bác tin không, 30 cầu không còn có thể mà đi theo từng căn nữa. Mà 30 cầu phải gom theo quận. Mỗi một ngày 30 cầu đi quận nào là trong quận đó là gồm có mười mấy căn nhà. Đó, cầm nhiều cái số táo quân rồi đó. Nhưng mà hết rồi. Hết thời. Sau khi mà các cô chú bác nhờ xong là nó hết thời rồi. Con người ai cũng có một cái thời. Bây giờ là câu hỏi đối với ba mươi cầu nó giống như là
Củi thì như quế, gạo như trâu rồi đó. À, bên tay phải đây là rạp Khải Hoàn nè bà có. À, đây là rạp Khải Hoàn. Đây là ngã năm chợ Thái Bình. Bên tay phải đây là hồi xưa đó là cái doanh trại quân đội á, khu gia binh. Con đường này là đường Nguyễn Trãi. À, con đường này hồi đó nó còn có tên là con đường Võ Tánh nè bà con. Bên tay phải này là ngôi chùa Lâm Tế nè. Chùa Lâm Tế này là được xây dựng vào năm 1972. Và đối diện qua đây là hồi xưa là Đại sứ quán Tây Đức. À, đây là tiệm phở Hùng nè. Tiệm phở Hùng này thì ba mẹ còn không thích ăn lắm. Còn đây là sớm Mai Lạng nè. Ở đó đây là có cái siêu thị bự lắm rồi con, siêu thị Citymart. Bên tay trái này là rạp Phúc Thanh. Rạp Phúc Thanh này ở đó là thứ ba hàng tuần có những cái buổi đại nhạc hội xổ số kiến thiết của quốc gia đó bà con. Tổ chức ở đây của ông Trần Văn Thạch, chạch chứ. Đúng không ta? Quái Kiệt á. À, Quái Kiệt thì không ta. Còn đây là trường Đức Trí nè bà con. À, ở đó anh em trai của ba mẹ gò học ở trường Đức Trí nè. Ba mẹ gò trên kênh của ba mẹ gò có một bác. À, hồi xưa gia đình bác là hiến đất làm cái trường này nè bà con. Hình như là anh hay chị gì của bác á là hiệu trưởng trường Đức Trí này. Ba mẹ gò nhớ là như vậy. Đó, hồi xưa cái trường Đức Trí này là của gia đình bác. Thằng em trai của ba Michael á, hồi đó nó cũng học ở trường này. Rồi con đường này đường Trần Đình Xu nè. Trường Đình Xu này hồi xưa nó là đường Phát Diệm nha bà con. À, đường này là hồi xưa là đường Phát Diệm. Ở đây người ta có một cái chợ người ta gọi là chợ Sở Rác. À, hồi đó thì không biết sao nhưng mà ba Michael nhớ đây hồi xưa bên góc bên phải nè, rác nhiều lắm. Rác thành một cái núi luôn bà con, giống như nơi tập kết rác vậy đó. Rồi đây như cái chợ này nè, nguyên cái khu vực này nè hồi xời xa xưa đó, thời mà còn cái nghĩa địa còn kho ở đây nè, thì xin thưa bà con bác, nơi đây là nơi đồng ruộng, đầm lầy đồng ruộng nhiều lắm. Bắt đầu cái chính quyền mới bắt đầu đem rác của đô thành Sài Gòn á, bắt đầu đem về đây lấp, lấp mấy cái ao hồ đó, bắt đầu mới nên cái chợ này nè. Cho nên cái chợ này người ta gọi là chợ Sở Rác. Chợ Sở Rác bây giờ ba mẹ cậu thấy nó vắng rồi nè. Chứ cái thời của ba mẹ cậu còn ở cái khu này á là chợ này đông lắm nha bà con, buổi sáng đông lắm. Ba mẹ cậu đang ở trong cái hẻm 137 Trần Đình Xu. Hồi lúc mà ba mẹ cậu còn ở đây á, ba mẹ cậu thường đi tới đây, ba mẹ cậu quay đầu lại nè bà con. À, đi vô cái chợ tới đây là thấy hết chợ là bắt đầu ba mẹ còn quay đầu. Thú thiệt là ba mẹ còn cũng chưa bao giờ, hồi xưa luôn á, ba mẹ còn cũng chưa bao giờ vô sâu vô cái trong con hẻm này. Từ đến chợ Sa Rác tới khúc đó là hết chợ là quay đầu lại thôi. Những cái khung cảnh này là nó vẫn giữ lại y xưa luôn à. Hồi xưa ba mẹ còn nhỏ nó cũng vậy luôn mà con. À, những cái căn nhà, những cái hẻm nhỏ như thế này y chang luôn á. Khúc này là khúc giữ nguyên á. Chỉ có cái những cái căn nhà này có những căn bắt đầu người ta xây lại thôi. Đó, qua đây là cái hẻm này, hẻm Nguyễn Canh Trân. Làm dơm.
Nơi đây hồi xưa đó là có một cái khu gia binh nè các bạn không? Ba mươi rồi không phải là gọi là khu gia binh đâu, nhưng mà ở đây là có một cái cư xá cảnh sát. À, nơi đây hồi xưa cảnh sát ở nhiều lắm, tại vì nó nằm ở phía sau của đô thành Sài Gòn, với nằm bên kia là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. À, nơi đây hồi xưa có cái cư xá, thì những người ở trong đây bà con là hồi xưa là không phải trong cảnh sát đâu, cũng có công chức ở ngoài nữa, nhưng mà ở đây là cái cư xá. À. Mới còn quay phải đây. Con đường này đường Nguyễn Cảnh Chân nha bà con. Bún đậu. Ở đây có quán cà phê thời xưa nè. À. Hồi đó ba mấy cô mỗi lần gia đình ba mấy cô về Việt Nam cũng thường hay uống quán này nè bà con. À. Uống quán thời xưa nè. Ở đây nó có được cái là nó mở nhạc chỉnh nghe hay lắm. Cứ mỗi lần mà Việt Kiều về nước thì sáng là cái gì, sáng đi ăn sáng đi uống cà phê. Thường buổi sáng là hay dành như vậy. Việt Kiều về nước ít khi nào bà con có thấy, ít khi nào mà đi vô tham quan mấy khu du lịch lắm nha bà con. Ít ai đi tham quan vô mấy cái bảo tàng lắm. Mà đa số ba mươi rồi thấy Việt Kiều về nước là sáng rồi đi ăn sáng, sau đó đi kiếm cái quán cà phê nào đẹp đẹp rồi nghe nhạc hay hay cái ngồi uống cà phê. Đó là cái thói quen của Việt Kiều. Bên tay phải này xưa là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Rồi tới đây là hết đường Bảo Tánh rồi. Ở đây ra tới đây là đường Nguyễn Văn Cừ, hồi xưa đó là đường Cộng Hòa. Rồi nhìn thẳng qua kia có cái nhà trẻ đó bà con. Hồi xưa đó là trường nữ mù của bà con. Ba bây giờ thấy cái kiến trúc hình như vẫn giữ lại giống hồi xưa á, không biết có xây lại không thì không biết. Rồi ba mươi cầu quẹo trái qua đây đường Nguyễn Văn Cừ, con đường này hồi xưa đó là đường Cộng Hòa. Và xin thưa bà con, bác chính thức chúng ta đã bước chân vào chợ quán rồi đó bà con. Nơi đây hồi xưa đó là nơi ranh giới giữa bên chợ lớn với lại Sài Gòn. À, hồi xưa chúng ta có hai cái thành phố lận nha bà con, đó là thành phố Sài Gòn là bên tay trái và thành phố chợ lớn là nằm bên tay phải. Nơi đây là hồi xưa là nơi giao nhau, hầu như ai dân ai cũng biết á. À, tới chợ lớn là bắt đầu từ đây nè. Trước mặt bà con bác đó là ngã tư Năng Si. À, chợ Năng Si, con đường này hồi đó còn có tên là đường Năng Si nè. Rồi con đường này là đường Phan Văn Trị. Trước năm 75 hình như nó vẫn là Phan Văn Trị. Hồi đó con đường này á, những ai ở đây gọi là xóm nhà giàu nè. À, còn xô trong kia là gọi là xóm nhà lá. Hồi xưa gì? Ở mình có hai cái tên từ ngộ lắm bà con. Ở bên quận tư ba mấy cầu cũng vậy á, cứ phía trước mặt ngoài mặt tiền mà đi vô trong cái khu xóm bên ngoài á là xóm bình thường. À, còn mà thường mình nằm ở trong hấp trong kẹt á, mà mấy cái nhà á, thường hay gọi là xóm nhà lá luôn. À, ở đây cũng vậy nè, ở đây là xóm bình thường nè, còn qua bên kia đường cái vô bên trong đây là người ta gọi là xóm nhà lá. À, con đường này đường Nguyễn Biểu nè, quẹo phải là về trường Bắc Ái nè bà con. À, quẹo phải là chúng ta về trường Bắc Ái. Đây có hủ tiếu mì da. À, hồi xưa gia đình của ba Michael á, là có người học ở trường này nè. Trường này người ta gọi là trường Thánh Linh. Ồ, trường này là trường của các ma sơ đó bà con, của các sơ. À, trường này trường Thánh Linh, dạy nữ nha bà con, trường này trường nữ. À, bây giờ là trường trung học cơ sở Ba Đình. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào từng học ở trường này chưa. À, nếu mà có các cô chú anh chị và các bạn nào học khoảng năm 60 á, chắc có lẽ học cùng gọi là gì ta, gọi là gì đó, đồng ngôn với ta, đồng ngôn với trường này. Trường này xưa là trường Thánh Linh nè. Trường này của các sơ, các sơ khó lắm nha bà con, học hồi xưa học mấy trường sơ khó lắm. Mà xưa trường này học là từ nhỏ cho đến lớn luôn nha bà con. À, đặc biệt đó, không có đổi trường đi đâu á.
học một lèo luôn cho đến Tú Tài luôn. Rồi đây là đường Nguyễn Biểu, quẹo phải là mình về cầu Chữ Y nè. À, giờ ba mẹ cô sẽ dẫn bà con bác đi dạo đường chợ quán. Ủa ba mẹ cô nhớ như hồi xưa ở đây có con đường để đi qua cái nhà thờ chợ quán đó nè, mà giờ ba mẹ cô quên cái con đường đó rồi. Bây giờ mình phải đi đường ngoài thôi. Giờ ba mẹ cô sẽ dẫn bà con cô bác đi kiếm cái ngôi trường tiểu học chợ quán nha bà con. À, ba mẹ cô nghe các cô chú anh chị và các bạn á, hôm qua ba mẹ cô có hỏi em này các cô chú chỉ điểm, nói rằng cái trường nó nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo. À, rồi có người nói ba mẹ cô là trường nó bây giờ là nằm ở trên đường Phan Văn Trị. À, thì giờ nãy giờ ba mẹ cô đi con đường Phan Văn Trị nè, mà không biết có em nha. Cái trường nãy là trường Thánh Linh rồi, chắc phải trường Chợ Quán rồi. Còn đây là trường Bắc Ái nè bà con. À, các cô chú anh chị và các bạn còn nhớ được cái trường này không? À, trường Bắc Ái. Hình như ba mấy cậu nhớ là mình như hồi xưa nó còn có tên là như là trường Pháp Hoa phải không ta? Hình như là trường Pháp Hoa nữa phải. Đây là trường dành cho con em người Hoa mà dạy tiếng Pháp. Rồi bên tay phải ba mấy cậu đây cái tòa nhà bự bự này nè bà con. Hồi xưa không phải tòa nhà bự bự này đâu nha bà con. Hồi xưa cái tòa nhà bự bự này nó là cái sân đá banh nè, sân Bắc Ái nè. À, bà con bác còn nhớ không? Đây, cái tòa nhà này nè, hồi xưa đó là một cái sân đá banh, nó nằm kế bên cái trường. À, cái sân này người ta gọi là sân Bắc Ái. Bây giờ cái sân Bắc Ái bỏ rồi, xây nguyên cái tòa nhà bự là bự luôn nè. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào từng đá banh ở trong sân Bắc Ái này chưa? Cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của ba mẹ cô nhớ đừng quên tặng cho ba mẹ cô một like nha bác. À, còn nếu mà các bác mà có thương ba mẹ cô nữa thì các bác share giúp video của ba mẹ cô cho mọi người cùng xem. Hôm nay ba mẹ cô vui lắm để ba mẹ cô kể cho bà con bác nghe. À, ba mẹ cô có một cô ở Bình Lục. Bữa giờ ba mẹ cô tưởng là mình cô xem kênh của ba mẹ cô thôi mà hôm nay cô có nói là có chú xem nữa. À, ba mẹ cô vui lắm. Hầu như là những ai xem kênh của ba mẹ cô hình như là các cô chú đều xem hết, anh Hoàng cũng vậy nè, vợ anh cũng xem luôn. À, không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào mà thường hay xem luôn cả hai không, bắt comment cho ba mẹ cô biết chứ. Ba mẹ cô xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. À, thì những cái lời này giống như là cái lời động lực giúp ba mẹ cô hàng ngày chở các bác đi xem. À, mà các cô chú anh chị và các bạn mà ủng hộ ba mươi cầu nhiều quá, mai mốt là ba mươi cầu sẽ hứa với các bác là ba mươi cầu sẽ không có dịch view nữa đâu. À, từ từ ba mươi cầu sẽ rút lại chất lượng nhiều hơn. À, nhưng mà giờ không dám hứa trước nữa tại vì đó hứa nhiều quá rồi. Đây là giáo sứ Chợ Quán rồi con, không biết ở đây có phải là ngôi trường này xưa là trường tiểu học Chợ Quán mà con, nó nằm ngay trong cái nhà thờ họ đạo Chợ Quán luôn rồi bà con. Ở đây là cái trường này trường Bình Trần Hình Tân, Trần này là giáo sứ Chợ Quán. À, trường Trần Bình Trọng. À, các cô chú anh chị và các bạn có phải là đây là nhà thờ ơi cái trường tiểu học Chợ Quán năm xưa không đó bác? À, giờ mình đi vô một vòng nha bà con. Nói với cái câu hỏi này của bác làm ba mươi cô đau đầu lắm á, lâu lâu nhiều bác hỏi một câu cái tự nhiên ba mươi cô không có nhớ. Thật sự là bó tay luôn á, không có nhớ. Ba mươi cầu phải cầu viện nhiều người lắm. À, ở trường này có hai cái bên, bên A và bên B. À, đây là trường tiểu học Trần Bình Trọng, khu A. Xin ơi bà con cô bác, nãy giờ ba mươi cầu nói đùa á. Cái trường này trước năm 1975 đó là trường Chí Thiện. Nhà thờ Chữ Quán đang được sơn lại nè bà con, đẹp quá ha. Ba nhà thờ. À, đúng rồi, giáo sứ Chợ Quán này được sơn lại đẹp quá bà con. Sơn màu hồng, màu này ba mẹ cô thích nè. Màu hồng, màu cam, màu trắng phối hợp với nhau. Wow, nhà thờ này mà sơn lại chắc đẹp lắm nha. À, đây là một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất ở Sài Gòn luôn nha bà con.
Nhà thờ Chợ Quát sau này đẹp quá. Thì xin thưa bà con cô bác, hồi xưa cái trường này là trường Chí Thiện. Đặc biệt một điều, trường Chí Thiện này là vừa dành cho nam và vừa dành cho nữ luôn nha bà con. Bên đây là khu B nè. Đây, ba mẹ cô thấy như là cạo sơn ra bắt đầu là chám chét lại hết rồi nè. Lần ba mẹ cô thấy là nhà thờ cái quán chừng này là coi như làm hết tổng thể luôn đó bà con. Làm lại hết sạch hết luôn. Cái cửa mà đi qua bên kia bây giờ không còn nữa. Mỗi lần mà đi tới đây ba mẹ cô nhớ Bắc Huy ba mẹ cô quá. Hồi xưa cái cửa này là ba mẹ cô là nhờ có Bác Huy chỉ nè. Hồi đó ba mẹ cô đâu có biết đâu. Nên này Bác Huy chỉ ba mẹ cô có cửa đi qua bên kia mà giờ cái cửa đó cũng đóng rồi. Dạo này Bác Huy của ba mẹ cô tiết kiệm lời nói quá. Bên tay phải ba mẹ cô đây là khu B của Trần Bình Trọng nè. Trường này xưa là trường Chí Thiện. Mà đặc biệt một điều nữa bà con. Trường này là có một cái điều đặc biệt, nó giống như là có trường cộng đồng luôn đó bà con. Cái này như là hồi xưa trường tiểu học cộng đồng, nói chung là dạy từ nhỏ cho đến luôn đến tú tài luôn bà con. Mà thậm chí không phải tú tài nữa bà con, trường này còn dạy luôn cả nghề nghiệp luôn. Ba mẹ còn nhớ rồi, trường này dạy luôn nghề luôn bà con. Dạy mấy cái nghề dành cho nam và nghề dành cho nữ, nữ giống như là may thêu thùa gì đó. May giá thiêu thùa được mới gọi là mình gọi là gì ta, hồi xưa ta gọi là nữ công gia chánh á, dạy mấy nữ công gia chánh cho nữ, rồi dạy mấy nghề điện tiện rồi gì đó, mấy cái nghề kỹ thuật đó dành cho nam. Cái trường này dạy hết luôn bà con. Cái trường này Chí Thiện nè. Còn đây là dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán nè, cũng là một cái dòng mà rất là lâu đời. Đây bà con bác xem. Đây là cái dãy nè. Ở đây hình như mới sơn lại bà con. Chứ hồi đó cái ba mẹ cô thấy cái sơn nó không có mới như vậy, nhưng mà cái kiến trúc thì rõ là kiến trúc cũ. Kiến trúc này là kiến trúc cũ nha bà con. Tu viện Mến Thánh Giá Chợ Quán nè. Xin thưa bà con cô bác, hồi đó ba mẹ cô thấy trong đây cái đề là 1954, nhưng mà thật ra không phải nha, nó lâu đời hơn cả vậy nữa. Nhưng mà đặc biệt ở bên công giáo á, thì xin thưa bà con bác là họ xây năm nào là họ để cái số năm đó. Nhưng mà không phải là để cái số năm đó là đồng nghĩa là thành lập năm đó nha bà con. Đó là cái sự khác biệt của công giáo đó bà con. Bên đây là lăng mộ của ông Bê Trích Ký nè. Nổi tiếng nhất cái khu Trần Quán. Bây giờ vẫn còn cái nhà mộ nè. Nhà mộ trước mặt bà con bác luôn á. Bên tay trái góc đây là mộ của Trương Bình Ký. Đây là cái khu lăng mộ kế bên dòng Mến Thánh Giá, ba mẹ còn thấy luôn đề rõ ràng là Trương Vĩnh Ký, Trương Vĩnh Việt. Đây mấy cái ngôi nhà mộ bên đây nè, bên trái nè, ba mẹ còn thấy ha. Bữa nào có dịp để ba mẹ còn sẽ vô bên trong ha. Ba mẹ còn không biết có vô được không, mà để bữa nào ba mẹ còn có dịp để đi ngang qua đây thử coi. Số năm 20 rồi, để ba mẹ còn coi coi mình có vô được bên trong không. Ba mẹ cậu thấy có chạy xe vô nè bà con. Nhưng mà vô phải gửi xe này nọ. Thôi để bữa nào ba mẹ cậu đi với mẹ nó rồi cái ba mẹ cậu vô quay lăng mộ của Trương Bình Ký. Ông này giỏi lắm, nghe nói ông thông thạo tới ba mấy ngôn ngữ luôn bà con, chưa từng thấy. Còn bên đây là hồi xưa là cái building của ông Nguyễn Tấn Đời nè. Ông cho quân đội Mỹ thuê ở đây nè. Ui chá, chết. Đi này là ra lại Sài Gòn rồi. Quên. Ba mẹ cậu quên. Mình phải đi về cái nhiệm vụ chính của mình. Thói quen mà con, thường hay lên xe cái chạy ra Sài Gòn không mà. Mà không ngờ rằng là hôm nay ba mẹ cậu đi ngược. Phải đi từ Sài Gòn đi vô trong. Bình thường là ba mấy cầu, bà con có bắt thấy không, ba mấy cầu đi từ ở ngoài ngoại thành rồi ba mấy cầu vô lại Sài Gòn. Nhưng mà ba mấy cầu đi cái kiểu đó hoài, rồi lát nữa ra tới Sài Gòn. Hồi đó ba mấy cầu đi quay hai phim,
ba viên thành nữ không sao. Mà bây giờ bà con thấy ngày ba mươi giờ quay có một phim mà các bác nhớ đừng quên khung giờ phát sóng của ba mươi giờ là 5 giờ sáng nha bà con, 5 giờ sáng mỗi ngày. Đó, cái tiêu đề nào mà đỏ chót không á, đó là viên chính á, viên dốc á. Còn bà con thấy mà cái tiêu đề mà có màu xanh dương vô một cái là phim đó là phim phát lại. Thì bình thường vậy, nhưng mà tự nhiên từ Sài Gòn chạy xe không vô ra lại thành phố, tự nhiên ba mươi giờ thấy nó kỳ kỳ, thành thử ra hôm nay ba mươi giờ đổi tông. Ở đây có một cái chỗ này nè, để ba mươi giờ quay cho bà con bắt xe. À, ở đây có một cái nhà mồ nè bà. À, ở đây có một cái nhà mồ. À, bà con có thấy nhà mồ này không? Cái dòng này dòng chữ tiếng Pháp đó, phước đức trai chết trong tay của Chúa. Rồi bà con có bắt nhìn thấy cái biểu tượng trên kia có một cái chữ T. À, có một chữ T, T rất là lớn. Thì xin thưa bà con, cô bác đây làm ngôi mộ của ông Nguyễn Tân nè bà con, Trịnh Khánh Tân. Ông này hồi xưa là ông huyện chợ quán, à, ông chi huyện chợ quán cái vùng này nè bà con. Ngoài ra ông này còn là ông chùm của họ đạo chợ quán, là cái nhà thờ chợ quán, giáo xứ họ chợ quán bà con. Hồi xưa là có một cái ông chùm. Đây hết đường rồi. Thì xin thưa bà con các bác, ông này hồi xưa là ông chùm của họ đạo chợ quán đó bà con, ông Trịnh Khánh Tân. Ông là chi nguyện của chợ quán, và khi mất thì ông được chôn ở đây. Rồi sau này bà vợ của ông là con gái của ông cũng được chôn ở đây luôn. Các cô chú anh chị và các bạn nào xem phim của ba Michael mà có thương ba Michael, nhớ xem giúp ba Michael 30 giây quảng cáo để cho ba Michael có thêm một chút đỉnh kinh phí nha bà con. À, trong cái việc mà đi đổ xăng, uống nước hay đi ăn một chút gì đó. À, ba Michael xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Còn các cô chú anh chị và các bạn nào chưa bấm nút đăng ký subscribe kênh thì cũng có thể bấm nút đăng ký subscribe kênh ủng hộ kênh ba Michael. À, và đặc biệt là các bác nhớ đi giới thiệu thêm nhiều nhiều giúp ba Michael nhé. À, càng có thêm nhiều người xem thì ba Michael lại càng có nhiều các cô chú bác vào đặt câu hỏi, thì từ đó ba mẹ còn có thêm nhiều chủ đề để ba mẹ còn kể thêm cho bà con bác nghe nhiều hơn. À, những cái câu hỏi nào biết thì ba mẹ còn sẽ trả lời giải đáp, còn những cái câu hỏi nào mà khó quá thì ba mẹ còn sẽ đi cầu cứu. À, mà thường mà ba mẹ còn đi cầu cứu là tức có nghĩa là ba mẹ còn bị bó tay rồi đó bà con. Hồi xưa ba mẹ còn có một bác để ba mẹ còn cầu cứu, đó là bác Huy. À, mà bây giờ bác ấy im lặng quá cho nên nhiều khi ba mẹ con cũng không biết bác có còn xem không. Thành thử ra có nhiều cái câu hỏi khó, nhiều khi có nhiều cái câu các bác bố ba mẹ con khó lắm. Nhưng mà ba mẹ con không biết cách nào để hỏi bác ấy á. Giống như là ba mẹ con hiện tại bây giờ đang có một cái câu hỏi khó nè. Đó là mấy cái câu lạc bộ của các binh chủng nhảy dù của bà con. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào hồi xưa có từng ở trong mấy cái câu lạc bộ trong sư đoàn dù của chạy Hoàng Hoa Thám đó. Nếu mà có các cô chú anh chị và các bạn nào có thì xin cho giúp đỡ ba mươi cô một câu hỏi. Rồi bên tay trái này xưa là hãng gạch Đề Tân nè bà con. Rồi đây là nhà thương Sùng Chính. Nhà thương Sùng Chính này được xây dựng thập niên 70. Rồi kế bên kia là khách sạn Victory đó. À, Victory của ông Nguyễn Tấn Đời đó, ông cho cái building này, ông cho quân đội Mỹ thuê nè. Rồi, giờ mang gầu quẹo vô đây. Hôm nay mình đi hết vòng nguyên cái khu vực chợ quán nha bà con. Ở đây hồi xưa có một cái rạp Tân Kiển nè bà con. Ở đây có đình Tân Kiển.
rạp hát Tân Kiển. Cái khu chợ quán hồi xưa nằm ngay đây nè. Hồi xưa ở đây hàng quán nhiều lắm. Đây cái đình Tân Kiển. Cái rạp Tân Kiển hồi xưa ở đây nè, cái đình Tân Kiển ở đây. Vì cái đình này là xung quanh cái đình này bắt đầu người ta bày ra mấy cái hàng quán người ta bán mà con, thành biết thành ra người ta gọi là chợ quán, rồi từ đó có cái tên là chợ quán luôn. Mà bây giờ bà con bác thấy không, thời thế dịch đổi sau dời, cái đình bây giờ là cũng bao quanh luôn nhưng mà không phải là hàng quán mà giờ là nhà cửa không. Hồi đó nơi đây còn có một cái rạp nữa là rạp Tân Kiển nữa trước năm 75. Bên kia đó là cái building đó, sư quân đội Mỹ ở đó đó. Bên kia đó là công ty điện tử bà con, trung tâm mua sắm Gia Thành. Đường này đường Huỳnh Bửng Đạt. Thì xin thưa bà con cô bác, ở Việt Nam bây giờ đang có dậy lên một cái làn sóng nổi ơi là cực kỳ nổi, dưới một cái phát ngôn của một ông chủ tịch một cái công ty điện tử rất là lớn bà con. Coi như là ổng tuyên chiến luôn, lời gọi là lời tuyên chiến luôn, ổng nói rằng từ đó giờ là công ty của ổng á là đã bỏ qua một cái mảng thị trường, đó là giá tả của công ty về cái mặt hàng điện tử của ổng lúc nào cũng trên lệch thị trường vài ba triệu á. Chính thì cái sơ hở đó thành thử ra các công ty bán điện tử nhỏ lẻ các công ty bán điện tử nhỏ lẻ cho nên mới có đứt sóng tại vì bán giá thấp hơn tới 1-2 triệu mà cho nên là nhiều người mua người ta mua với công ty nhỏ lẻ. Còn bây giờ là như là ổng quyết định là coi như ổng tuyên chiến với thị trường nhỏ lẻ luôn. Nhiều người người ta nói rằng là ổng coi như là ăn sạch rồi, coi như là khi mà cái hồi xưa là cái mảng ở trên ăn nhiều rồi cho nên là không quan tâm mấy cái chuyện ở dưới. Còn bây giờ coi như là quyết định là coi như là triệt hạ dàn dưới luôn. Cho nên ổng nói rằng là các công ty bán lẻ coi như là chuẩn bị là rên khóc cho coi mà sẽ là rên kéo dài luôn. Khi mà coi như là ổng sẽ đưa giá sát về cái công ty bán lẻ luôn. Thì với mục đích như thế thì bà con cô bác biết á, cùng một công ty lớn và một cái cửa hàng nhỏ lẻ không có danh tiếng thì cũng một mặt hàng đó cùng cái giá trị đó bà con cô bác mua đâu, thì đương nhiên vô công ty lớn mua thôi. Thì nhiều người cho rằng đây là một cái cuộc chuyên chiến mà chơi theo cái kiểu mà như là cá lớn nuốt cá bé đó bà con. Thì nhưng mà lực lượng ở phía sau thì cũng có một số người đu trend nha bà con, những cái công ty mà coi như là nhỏ mà như là không có tiếng tăm không có gì hết, lực đật lấy cái đó lên tuyên chiến, chấp nhận cuộc chơi luôn, nói rằng đó cuộc chiến mà về ở đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa nè. Các công ty nhỏ đó coi như là chưa biết mèo nào cắn miễu nào nha bà con. Nhìn qua bên kia đó là đường Trần Hưng Đạo, con đường này là đường Bùi Hữu Nghĩa vô chợ Hòa Bình. Thì xin thưa bà con cô bác là công ty nhỏ nói rằng chưa biết mèo nào kiểu cắn miễu nào đâu. Công ty nhỏ thì đương nhiên là cái chi phí của họ thấp cho nên họ kéo giảm lợi nhuận. Còn bây giờ mà công ty lớn mà chơi cái kiểu mà chơi mà dùng giá mà để ép công ty nhỏ đó thì đầu tiên là bản thân công ty lớn bị thiệt thòi. Tại vì sao? Chi phí đầu này, nhân viên này nọ, đương nhiên lợi nhuận họ sẽ giảm lại. Thay vì họ bán cái máy 12 đồng họ lời được 2 đồng. Bây giờ họ bán cái máy 10 đồng bằng với công ty nhỏ thì họ mất lợi nhuận hết mất hết 2 đồng. Thì không biết là liệu rằng là khách hàng có chuyển qua công ty của họ hay không, mua hay không. Mà nếu mà khách hàng vẫn mua cái công ty nhỏ là họ sẽ tự động là họ cắt máu mình luôn. Thì đầu tiên đó là nhân viên của họ sẽ bị thiệt thòi nhất. Tại vì lợi nhuận đâu còn nhiều đâu thì cái đương nhiên giá trị nó phải giảm lại. Rồi doanh số, doanh thu của công ty cũng sẽ giảm lại. Cho nên ba mày còn thấy cuộc chiến này coi như là hai bên nào cũng... Bây giờ thì chưa. Bây giờ thì thị trường chưa thấy đã động gì hết. Nhưng mà ba mấy cậu thấy là coi như là cuộc chiến hai bên như là lời qua tiếng lại, công ty nhỏ cũng không vừa. Nhưng mà chết chiêu một điều vậy nè bà con, sau khi mà lời phát ngôn của công ty lớn đó là phát ngôn lên rồi thì có những cái công ty nhỏ mà thuộc hàng có tiếng ở Sài Gòn và khắp nơi luôn á thì họ lại không có mặn mà gì mà bình luận á, họ im lặng bà con. Nhưng mà cũng có một số cái công ty nhỏ coi như là không có tiếng tăm gì bắt đầu ăn theo. Một số người dân trên mạng còn nói gọi là đu trend á,
tuyên chiến lại với công ty lớn. Mà nhiều người nó nói rằng công ty nhỏ xíu có giá trị gì hết mà đi ai vô mua hay gì đó. Nói chung là lời qua tiếng lại, đấu giá đấu với nhau dữ lắm. Nhưng mà về xét về mặt hàng người tiêu dùng á, thì người tiêu dùng là người ta lại đang mong chờ cái tin này nha bà con. Tại vì mặc dù tất cả mặt hàng điện tử mà trong thời buổi mà giá cả cạnh tranh như thế này, thời buổi mà coi như là thất nghiệp tràn lan nè, nhiều người họ đang trông chờ vào cuộc sự đối đầu. Nói chung là có một cái cuộc chiến mà đối đầu về giá đó, thì hầu hết là người tiêu dùng được lợi cho bà con. Hồi đó bà con có nhớ cái dụng ví dụ như Coca-Cola, Pepsi vô thị trường Việt Nam không? Có những chai nước ngọt mà Pepsi giống như kiểu điều mà cho không, Coca cho không uống. Đấy là cái vỏ thôi, cái như là cho người dân uống không, miễn phí không á. Cuộc chiến về giá thời điểm đó thì người có lợi nhất vẫn là người tiêu dùng thôi. Thì cho nên người tiêu dùng cũng không mấy quan tâm. Nhìn lại cái bên nhỏ, bên lớn, bên nhỏ gì ai muốn đấu, ai muốn chiến gì cái việc chiến. Cái điều quan trọng là người ta sẽ để ý coi cái mặt bằng giá cả coi nó có phù hợp hay không. Nếu mà phù hợp thì người dân người ta mua thôi. Xin thưa bà con bác, bên đây phải 30 cầu đây có một cái trường gọi là trường Mầm Non Kim Đồng rồi bà con. Ở trường Trung học Cơ sở Kim Đồng, trường Mầm Non 5A. Đây. Xin thưa bà con bác, nơi đây chính là hồi xưa đó là trường tiểu học Chợ Quán nè bà con. Đây là trường Trung học Cơ sở Kim Đồng. Mà bây giờ cái cổng này là bây giờ nó trở thành cổng phụ rồi bà con. Chứ hồi xưa đây là cái cổng chính nè. Đây hồi xưa chính là cái cổng chính. Nhưng mà bây giờ nó trở thành cái cổng sau. Còn cái cổng chính thì bây giờ chỗ ra bên mặt ở bên Phan Văn Trị. Có bác sĩ giúp bà này rồi ha. Đây chính là ngôi trường. Trường tiểu học Chợ Quán năm xưa nha bà con. Nằm trong con hẻm này. Và bây giờ ba mươi rồi sẽ chở bà con bắt ra cái mặt ở phía trước. Nơi mà hồi xưa không có, mà bây giờ cái trường Kim Đồng thì mở cái mặt ra phía trước ở bên đường Phan Văn Trị bự lắm. Thì bác muốn ba mươi rồi chở bác về lại nơi cũ. Mấy chục năm trước của bác từng học ở nơi đây, hơn 60 năm trước. Thì ba mươi rồi sẽ chở ra phía sau. Thì cái cổng chính của trường tiểu học Chợ Quán hồi xưa là cái cổng đó đó bà con, nằm bên đường Trần Đạo. Giờ mình sẽ ra mặt phía sau nè. Phía sau bây giờ ta chỗ ra ngoài mặt đường làm lớn hơn. Đây là phường Phan Văn Trị. Nơi đây có dịch quay Vĩnh Phong nè, dịch quay Phát Thành nè. Đây thì cái mặt phía cổng chính bây giờ nó rời về ra ngoài đây nè bà con. Cũng là trường Kim Đồng luôn. Thì đây là trường này cũng là hồi xưa đó là trường Chợ Quán năm xưa. Ồ, bán súp nè. Những ngôi trường rồi. Trung học Cơ sở Kim Đồng. Đây là một cái hàng bán súp cho các em thiếu nhi với bà con. Trường này bây giờ trường Trung học Cơ sở là trường dạy cấp 2, hết tiểu học rồi. Dạy từ lớp 6 đến lớp 9 ở trường này. Bà con có thấy không? Có một củ rau nè. Rồi đi súp nè. Một phần này chắc khoảng tầm 10 ngàn hoặc 20 ngàn gì đó. Bán cho học sinh. Rau để riêng, muỗng để riêng luôn nè. Đó là 12 ngàn một ly bà con. Một ly súp về 12 ngàn. Học sinh cấp 2 bây giờ đi xe gắn máy rồi ha. Đây là con đường Phan Văn Trị. Rồi như vậy là 30 rồi đã hoàn thành câu hỏi rồi, không biết video chắc cũng đủ một tiếng chưa nữa.
Mỗi ngày bà con cô bác nhớ khung giờ của ba Michael là 5 giờ sáng nha bà con, 5 giờ sáng mỗi ngày. Các cô chú anh chị và các bạn nhớ giới thiệu thêm cho nhiều người cùng xem giúp ba Michael với. Rồi cảm ơn ba Michael, xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.